Ngày 4 tháng 3, tại kỳ họp thứ 18 chuyên đề, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã xem xét biểu quyết thống nhất bãi nhiệm chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Bình và ông Trần Anh Thư. Đại biểu cũng quyết định bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Bình trước đó ông nguyễn thanh bình chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố bị can bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ ông trần anh thư phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang bị khởi tố bắt tạm giam về tội nhận hối lộ ban bí thư trung ương đảng đã có quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng với ông bình và ông thư